Xin kính chào tất cả quý vị, quý khán giả cũng như các thí sinh đang là người mẫu ca sĩ Diễm Nhi. Mình tên là Diễm Trang, hiện tại mình đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Công việc hiện tại của mình là ca sĩ tự do và người mẫu ảnh. Mình rất vui khi được tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam quốc tế vào ngày 28 tháng 2 năm 2020. Xin chào các bạn, mình tên là Trang Nhi. Về phía Việt Nam, mình xin đại diện cho CEO Christina Thảo Long xin công bố giới thiệu đến tất cả các quý vị cuộc thi Hoa hậu Việt Nam quốc tế được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Nói tiếp cho những thành công trong những lần tổ chức trước, nên vào đầu năm 2020, chúng tôi đã quyết định tổ chức cuộc thi Miss Vietnam Beauty International Pageant lần thứ 9 tại Thái Lan, Bangkok vào ngày 28 tháng 2 năm 2020. Cuộc thi với sự quy tụ của dàn sao Việt như diễn viên điện ảnh Thí Quang, MC diễn viên Đoàn Thành Tài, diễn viên ca sĩ Kali, siêu mẫu Phạm Thành, MC Jennifer Phạm. Ngoài ra còn đồng hành với chúng tôi là nhà make up chuyên nghiệp Thanh Nguyễn đến từ Việt Nam. Và hơn ai hết, đó là sự góp mặt của CEO Christina Thảo Long, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Xin chào.